tiểu sử diễn viên Quách Ngọc Ngoan. Quách Ngọc Ngoan sinh năm 1986. Anh nổi tiếng là một nam diễn viên và người mẫu người Việt Nam. Quách Ngọc Ngoan sinh ra trong một gia đình nông dân ở Cà Mau. Ba mẹ anh làm nghề trồng lúa, rồi sau đó là nuôi tôm theo sự chuyển đổi cơ cấu canh tác. Sau khi học trung học phổ thông, Quách Ngọc Ngoan lên thành phố Hồ Chí Minh để học khoa diễn viên của trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Với chiều cao lý tưởng là 1m85, cùng với gương mặt sáng sủa đẹp trai, anh từng tham gia và đoạt giải bạc tại cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2008. Sau đó anh dần chuyển hướng sang phim ảnh. Là người được đào tạo chính quy về diễn xuất, lại có ngoại hình đẹp, Quách Ngọc Ngoan được một số đạo diễn điện ảnh chú ý và mời tham gia các bộ phim như Long Thành Cầm Giả Ca hay Khát Vọng Thăng Long. Thời mới chạm ngõ điện ảnh, Quách Ngọc Ngoan là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt. Anh không chỉ chinh phục khán giả bằng tài năng diễn xuất, mà ngoại hình của anh cũng là một điểm sáng. Bước đầu sự nghiệp diễn xuất, anh tham gia một số phim truyền hình như Chuyện Tình Công Ty Quảng Cáo và Cuộc Chiến Hoa Hồng năm 2008, Ngọc Bích Tình Yêu năm 2013, Vực Thẳm Chiều Trôi năm 2020, Hoàng Hạc Lâu năm 2022. Năm 2010, anh gây ấn tượng qua phim điện ảnh Long Thành Cầm Giả Ca để ra mắt mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Phim do đạo diễn Đào Bá Sơn thực hiện, Quách Ngọc Ngoan vào vai Tố Như, hiện thân tuổi trẻ của đại thi hào Nguyễn Du. Có thể nói vai diễn Nguyễn Du trở nên quá nặng đối với diễn xuất của Quách Ngọc Ngoan. Bởi lẽ, vai diễn phải lột tả được chiều sâu của nhân vật. Ở Nguyễn Du, vừa có nỗi đau thời thế, nỗi đau dân tộc, vừa có những giằng xé trong tình riêng. Nguyễn Du vượt lên trên thời đại của mình để sống với tài năng lỗi lạc và nỗi đau trĩu nặng trong thơ ca. Tuy là dự án được chú trọng đầu tư về nội dung kịch bản, nhưng giới phê bình đánh giá diễn xuất của nam diễn viên chưa thật sự ấn tượng. Cũng trong năm 2010, anh được mời tham gia vào phim Khát Vọng Thăng Long của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Khát Vọng Thăng Long là bộ phim nhựa lịch sử Việt Nam mừng đại lễ ngàn năm Thăng Long Hà Nội. Phim lấy bối cảnh nước Đại Cồ Việt cuối thế kỷ thứ 10. Phim kể về cuộc đời của Lý Công Uẩn do Quách Ngọc Ngoan thủ vai và Lê Long Đỉnh từ lúc nhỏ cho đến khi Lý Công Uẩn lên làm vua và ban chiếu dời đô. Trong phim, Lý Công Uẩn từng vào Hoa Lư phò vua Lê Hoàng rồi trở thành chỉ huy cấm vệ quân. Bộ phim cũng kể về một mối tình tay ba giữa Lý Công Uẩn, Lê Long Đỉnh và ca nữ Dạ Hương. Qua phim này anh đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17. Đến năm 2014, anh vào vai Hoàng trong bộ phim điện ảnh Hiệp Sĩ Mù của đạo diễn Lưu Quỳnh. Quách Ngọc Ngoan và Đinh Y Nhung là những người tạo nên nút thắt cần có cho phim Hiệp Sĩ Mù. Không phô trương khả năng diễn xuất trong bộ phim, với vai đàn em và người bạn trung thành một thời, Quách Ngọc Ngoan làm nền cho nhân vật của Bình Minh thể hiện rõ mầm mống nổi loạn lúc bị đàn áp, sự phẫn nộ khi bị bạn thân phản bội, cũng như thái độ dứt khoát không chịu hướng thiện trước những việc làm sai trái trong quá khứ. Sau đó là hai dự án phim điện ảnh cuối cùng có sự xuất hiện của Quách Ngọc Ngoan, là hai tác phẩm của đạo diễn Victor Vũ, Lôi Báo và Người Bất Tử. Đây cũng là hai dự án bị giới phê bình cho là thất bại nhất trong loạt phim từng thực hiện của đạo diễn Victor Vũ. Về Quách Ngọc Ngoan, diễn xuất của anh cũng thiếu sự bứt phá ở các dự án này, đặc biệt là vai chính trong phim Người Bất Tử. Hơn 10 năm gắn bó với nghề diễn viên, Quách Ngọc Ngoan có không ít vai diễn ấn tượng trong các phim như Khát Vọng Thăng Long, Cuộc Chiến Hoa Hồng, Kính Thưa Ô Xin, Hiệp Sĩ Mù. Và bên cạnh đó, thì đời tư của nam nghệ sĩ cũng tốn không ít giấy mực của báo chí khi trải qua hai cuộc hôn nhân và đều gãy gánh. Quách Ngọc Ngoan và Lê Phương từng có cuộc hôn nhân đầy sóng gió, cả hai về chung một nhà vào năm 2012 và chính thức đón con trai đầu lòng sau đó không lâu. Khoảng tháng 6 năm 2014, Lê Phương bất ngờ đệ đơn ly hôn Quách Ngọc Ngoan, khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng. Nữ diễn viên nhiều lần lên tiếng tố Quách Ngọc Ngoan bạc bẽo, không chăm lo săn sóc gia đình, nợ nần cờ bạc. Sự việc ồn ào khiến hình ảnh của Quách Ngọc Ngoan tụt dốc trong mắt công chúng. Trước những lời tố của vợ lúc đó, thì Quách Ngọc Ngoan cũng lên tiếng đáp trả và cho rằng Lê Phương đòi 1 tỷ đồng để ly hôn.
sự việc không ngừng gây tranh cãi suốt một thời gian dài. Đến tháng 5 năm 2015, Lê Phương xác nhận cô và Quách Ngọc Ngoan đã chính thức ly hôn, con trai do nữ diễn viên nuôi dưỡng và dạy dỗ. Sau đổ vỡ hôn nhân thì Lê Phương đã tìm được hạnh phúc mới bên ca sĩ Trung Kiên, kém cô 7 tuổi. Cả hai tổ chức hôn lễ vào tháng 8 năm 2017, nữ diễn viên cũng hạn chế nhắc về chồng cũ trước công chúng. Về phía Quách Ngọc Ngoan, sau ly hôn thì anh đến với nữ đại gia Phượng Channel và công khai hẹn hò vào năm 2015. Đến năm 2020 thì anh xác nhận đã đăng ký kết hôn và có con chung với Phượng Channel. Tuy nhiên thì đến tháng 4 năm 2021, Phượng Channel bất ngờ xác nhận đã chia tay Quách Ngọc Ngoan sau một thời gian bên nhau. Nữ doanh nhân tiết lộ, cả hai kết thúc trong êm đẹp và vẫn giữ mối quan hệ tốt để cùng nuôi dạy con gái chung. Sau khi đường ai nấy đi, thì Quách Ngọc Ngoan vẫn thường xuyên theo dõi và cập nhật hình ảnh của cả con riêng lẫn con chung. Đến tối mùng 10 tháng 4 năm 2023, tròn 2 năm chia tay vợ đại gia, thì Quách Ngọc Ngoan tuyên bố vỡ nợ và cầu xin chủ nợ cho anh cơ hội để chuyên tâm làm việc lấy tiền trả nợ. Sau khi biết tin Quách Ngọc Ngoan vỡ nợ thông qua báo chí, bạn gái cũ của nam diễn viên doanh nhân Phượng Channel đã có những chia sẻ đáng chú ý. Phượng Channel cho biết, Quách Ngọc Ngoan gặp khó khăn về tài chính do đầu tư làm ăn không gặp thời. Cô cho biết thêm, Quách Ngọc Ngoan làm trang trại nuôi chồn hương cùng gia đình ở Cà Mau. Khi dịch Covid-19 bùng phát, anh bị động vốn hơn 20 tỷ đồng. Cũng theo nữ doanh nhân, thì Quách Ngọc Ngoan và gia đình nuôi số lượng lớn chồn hương. Khi dịch chưa bùng phát, thì thu nhập từ việc bán chồn giống của nam diễn viên là rất tốt. Từ khi xây dựng trang trại chăn nuôi thì anh thường xuyên về Cà Mau, ít đóng phim hơn trước. Phượng Channel cũng chia sẻ thêm rằng, cô và Quách Ngọc Ngoan đã 2 năm nay không gặp mặt và nên không hề biết chuyện nợ nần của nam diễn viên. Ngôi sao họ Quách nợ nần khiến công chúng không khỏi bất ngờ, bởi trước đó thì thông qua những hình ảnh nam diễn viên chia sẻ trên trang cá nhân, Quách Ngọc Ngoan được cho là sở hữu khối tài sản lớn với trang trại bề thế ở Cà Mau. Cho đến nay cuộc sống hiện tại của anh vẫn chưa có thông tin cập nhật. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!